Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm cho bài giảng. Hôm nay Thầy xin dẫn các em môn tin học 6, bài số 6 sách kinh diệu nha. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để Thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học bài số 6, sơ đồ tư duy. Học xong bài này em sẽ biết sơ đồ tư duy là gì. Mình sẽ tạo lập được sơ đồ tư duy đơn giản thôi. Và mình sẽ nhận thấy được lợi ích của việc sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập và ưa thích sử dụng sơ đồ tư duy. Giờ số 1 nhỏ mình sẽ học về khái niệm sơ đồ tư duy. Trong lúc suy nghĩ xem kỳ nghỉ hè này mình sẽ làm gì, em có thể viết lần lượt những việc em nghĩ đến. Có một cách thú vị hơn đó là em có thể viết giấy nghĩ của mình theo một sơ đồ như hình số 1 nha. Sau đây, sơ đồ này gọi là sơ đồ tư duy. Như vậy, sơ đồ tư duy là sơ đồ giúp diễn thay ý tưởng một cách ngắn gọn và trực quan. Có nghĩa là mình sẽ nhìn vô là mình sẽ biết liền, thì gọi là thực trực quan nha. Như vậy, hình số 1 chính là sơ đồ tư duy thể hiện kế hoạch hè của một bạn, chính là bạn Trung Anh. Như vậy, kế hoạch hè của bạn này sẽ gồm có trước hết là ôn tập môn tiếng Anh và môn toán, đúng không? Học mới môn bơi lội và môn vẽ, giúp bố mẹ công việc nhà, giữa gieo này, nấu ăn này. Ngoài ra thì có tham gia các hoạt động như là kế hoạch nhỏ, võ thuật và tham gia đội văn nghệ, đúng không? Như vậy là mình thấy nhìn vô sơ đồ tư duy là mình biết được, là nắm được toàn bộ cái ý của bạn này liền, đúng không? Một cách rất là nhanh và dễ hiểu. Như vậy là các sơ đồ thường được dùng để biểu diễn thông tin một cách ngắn gọn, trực quan, với hình ảnh, màu sắc và sơ đồ dễ gây ấn tượng, dễ làm ta nhớ đến thông tin nó thể hiện, đúng không? Còn nếu mình sử dụng chữ thì mình sẽ không có trực quan được, đúng không? Mình dùng sơ đồ nó trực quan hơn, dễ nhớ hơn. Sơ đồ tư duy giúp ghi lại tóm tắt, triển khai một ý tưởng trong quá trình suy nghĩ. Dùng sơ đồ tư duy, ta có thể trình bày một chủ đề theo cách thấy được cái ý chính của chủ đề và cả các ý chi tiết đã triển khai luôn. Giờ tiếp theo mình sẽ qua động hoạt động 1. Nếu được mời giới thiệu với các bạn trong lớp 10 bạn khăn, em dự kiến sẽ nói về những gì? Em hãy vẽ sơ đồ tư duy thể hiện ý kiến đó, thể hiện dự kiến đó. Hình 2 sau đây là một ví dụ. Giờ mình sẽ quan sát ví dụ về sơ đồ tư duy của giới thiệu một bạn nha. Thì bạn này là bạn Khi Anh. Hình số 2 chính là sơ đồ tư duy giới thiệu bản thân của bạn Khi Anh. Như vậy là bạn này sẽ giới thiệu mình như sau. Bạn Khi Anh thì sẽ có sở thích là học đàn, vẽ và nghe nhạc. Bạn này có gia đình sẽ gồm có bố tên gì, tuổi, nghề nghiệp, mẹ tên gì, tuổi gì, và có một người anh giới tính nam tên là Quân, đúng không? Giờ trường học thì bạn này học trường mầm non số 5, trường tiểu học gì đó ghi vô, đúng không? Mục tiêu của bạn này sẽ là thành kỹ sư máy tính và chơi học chơi đàn hay, đúng không? Như vậy các em sẽ dựa vào cái sơ đồ tư duy của bạn này để các em sẽ thiết kế lại cái sơ đồ tư duy của tên mình. Mình sẽ ghi tên mình ở giữa này. Giờ sở thích của mình là gì mình ghi vô, đúng không? Gia đình của mình gồm có bố tên gì, mẹ tên gì, anh của mình, chị của mình tên gì đó thì mình ghi vô. Trường học của mình, ở mầm non mình học trường nào, tiểu học mình học trường nào ghi vô. Mục tiêu của mình trở thành cái gì, và mình sẽ chơi một cái môn nào hay, đúng không? Thì các em sẽ thiết kế sơ đồ giống như các bạn này nha, nhưng mà thay đổi theo sở thích, gia đình, trường học và mục tiêu của mình, đúng không? Giờ hoạt động 1 thì các em sẽ dựa vào cái này để các em làm sơ đồ tư duy của mình nha. Các thành phần cơ bản của sơ đồ tư duy thì tên của chủ đề hoặc là hình ảnh hiển thị biểu hiện một ý tưởng hay thông tin, đúng không? Như ở giữa mình sẽ có tên của chủ đề nè, đúng không? Hoặc là sử dụng hình ảnh cũng được, đúng không? Để biểu hiện một ý tưởng hay là một thông tin, mình sẽ có các nhánh, cái này người ta gọi là các nhánh hay là có các đường nối cũng được, đúng không? Thì tên chủ đề, sau đó mình sẽ có tên các ý chính này, giờ sau đó tên các ý phụ, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua phần số 2, cách lập một sơ đồ tư duy đơn giản. Như vậy là phần trước hết là thể hiện chủ đề trung tâm trước,
mình sẽ viết tên của chủ đề trung tâm ở giữa của tờ giấy và làm nổi bật bằng cách vẽ đường bao quanh tên chủ đề, hoặc tô màu, hoặc dùng hình ảnh cũng được. Sau đó mình sẽ chuyển hai chi tiết cho chủ đề trung tâm. Từ chủ đề trung tâm mình sẽ vẽ các nhánh, chính là các đường nối, tới các chủ đề chính hay còn gọi là các ý chính. Sau đó mình sẽ chuyển hai chi tiết của các chủ đề chính. Mình sẽ viết ngắn gọn các thông tin của chủ đề chính và vẽ các nhánh nhỏ hơn nối chủ đề chính với các thông tin chi tiết của nó. Ngoài ra thì mình có thể bổ sung thêm các nhánh mới. Khi có thông tin mới thì có thể bổ sung các nhánh và thông tin mới vào các chủ đề liên quan trong sơ đồ tư duy của mình. Mở sơ đồ tư duy sau khi hoàn thành phải có chủ đề trung tâm và các nhánh với các chủ đề chính xung quanh. Những thông tin chi tiết của chủ đề chính sẽ được tỏ ra theo các nhánh xuất phát từ chủ đề chính, giống như là các cành lá của một cây. Khi lập sơ đồ tư duy thì các nhánh phải thể hiện mối liên quan hợp lý, viết ngắn gọn, chiều khoảng trống để có thể bổ sung sau này. Chủ đề trung tâm được triển khai thành các chủ đề chính, mỗi chủ đề chính lại được triển khai thành các chủ đề nhỏ hơn, và các chủ đề nhỏ hơn có thể được triển khai tiếp nếu có nữa. Nếu có ý tiếp thì mình sẽ triển khai tiếp. Nếu gọi một chủ đề là chủ đề mẹ thì các chủ đề nhánh triển khai từ chủ đề mẹ thì gọi là các chủ đề con. Đúng không? Như vậy mình sẽ có khái niệm là chủ đề mẹ và chủ đề con. Thì chủ đề, ví dụ như là chủ đề chính sẽ là chủ đề mẹ, thì các chủ đề nhánh sẽ là chủ đề con. Đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp hoạt động 2. Xem sơ đồ tư duy thể hiện một kế hoạch hoạt động hình 1. Hãy trả lời các câu hỏi sau. Nếu có chủ đề trung tâm là chủ đề mẹ thì đâu là những chủ đề con của chủ đề trung tâm? Như vậy mình sẽ quan sát là hình 1 thì đây kế hoạch hè. Nếu gọi kế hoạch hè chính là chủ đề trung tâm thì người ta, nếu mình gọi ở đây là chủ đề mẹ thì chủ đề con chính là ôn tập này, học mới này, giúp bố mẹ này, tham gia hoạt động thì chính là các chủ đề con, đúng không? Còn câu số 2, nếu gọi chủ đề ôn tập là chủ đề con thì chủ đề mẹ của nó là chủ đề nào? Như vậy nếu mà gọi ôn tập là chủ đề con thì chủ đề mẹ chính là chủ đề kế hoạch hè, đúng không? Câu số 3, nếu gọi chủ đề ôn tập là chủ đề mẹ thì nó có những chủ đề con nào? Như vậy câu số 3, nếu gọi ôn tập là chủ đề mẹ thì chủ đề con chính là tiếng Anh xéo và to, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi 1, 2, 3. Thầy sẽ trả lời phía dưới này cho các em nha. Như vậy câu 1, 2, 3 các em trả lời như sau. Nếu gọi chủ đề trung tâm là chủ đề mẹ thì ôn tập, tham gia hoạt động, giúp bố mẹ và học mới là những đủ chủ đề con của chủ đề trung tâm. Câu số 2, nếu gọi chủ đề ôn tập là chủ đề con hay chủ đề mẹ chính là chủ đề kế hoạch hè. Câu số 3, nếu gọi chủ đề ôn tập là chủ đề mẹ thì tiếng Anh và toán là chủ đề con, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu bài số 1. Em hãy tóm tắt các thành phần chủ yếu của một màn máy tính bằng cách vẽ tay một sơ đồ tư duy. Giờ thầy sẽ tóm tắt các thành phần chủ yếu của một màn máy tính bằng cách vẽ tay một sơ đồ tư duy như sau. Giờ ở đây thầy sẽ cho ví dụ thôi, đúng không? Thầy các em có thể vẽ khác một chút cũng được nha, ở đây chỉ là ví dụ thôi nha. Các thành phần của máy tính gồm có là máy tính và các bị chia sẻ thông tin. Tiếp theo là các thiết bị mạng để kết nối máy tính và các phần mềm giúp giao tiếp và chuyển thông tin, đúng không? Giờ như mình xong bài 1, mình sẽ bài tiếp bài 2 nhé.
Giờ tiếp theo bài số 2, em hãy vẽ tay một sơ đồ tư duy thể hiện những chuẩn bị của em cho một chuyến tham quan nhé. Giờ ở đây thầy sẽ trả lời bài số 2 như sau. Sơ đồ tư duy thể hiện những chuẩn bị của em của một chuyến tham quan. Giờ ở đây thầy ví dụ nhé. Giờ chủ đề chính ở đây là kỳ nghỉ tuyệt vời. Như vậy là trong kỳ nghỉ tuyệt vời này mình sẽ chuẩn bị các yếu tố sau. Trước hết là mình sẽ cần có ngân sách, đúng không? Có nghĩa là cần có ngân sách, có tiền thì mình mới đi khám kỳ nghỉ được, đúng không? Mình trước tiếp theo mình sẽ đặt chỗ này, sau đó mình sẽ chọn các loại hình nghỉ ngơi, sau đó mình sẽ cần chuẩn bị các dụng cụ, những bộ quần áo, và sau đó mình sắp xếp thời gian để mình đi, đúng không? Giờ như mình xong bài số 2, giờ trả lời xong bài số 2 mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ ở đây nếu mà các em không có năng khiếu vẽ thì các em ở giữa đây các em để chữ là kỳ nghỉ tuyệt vời cũng được, không cần vẽ cái dừa trước hiền vô cũng được, đúng không? Tùy theo khả năng của mọi bạn nha. Bạn nào vẽ đẹp thì mình vẽ vô, còn không thì mình có thể ở giữa đây mình để chữ là kỳ nghỉ tuyệt vời là được, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu hỏi số 1. Theo em sử dụng sơ đồ tư duy là hữu ích trong những trường hợp nào sau đây? Giờ mình xem 4 trường hợp nào mình sẽ sử dụng để sơ đồ tư duy là hữu ích nhé. Trước hết viết một lá thư cho người khác. Giờ viết lá thư cho người khác thì không sử dụng, mình đâu có nên sử dụng sơ đồ tư duy làm gì, đúng không? Tiếp theo là tóm tắt ý chính của một bát biểu thì mình sử dụng sơ đồ tư duy là hợp lý này. Tính toán chi phí cho một hoạt động. Tính toán thì không liên quan gì đến sơ đồ tư duy, mình không sử dụng nha ở đây chứ. Tiếp theo là tổng kết nội dung thì mình sử dụng sơ đồ tư duy được nha. Đúng không? Như vậy câu số 1 mình trả lời như sau. Theo em là sử dụng sơ đồ tư duy là hữu ích trong những trường hợp là mình sẽ có thể tóm tắt ý chính của một bài phát biểu, đúng không? Và tổng kết nội dung của một cuộc họp, đúng không? Như vậy là nếu mình có một cái phát biểu nào đó thì mình có thể tóm tắt bằng sử dụng sơ đồ tư duy. Thì khi phát biểu mình sẽ nhìn vào sơ đồ tư duy là mình có thể phát biểu một cách gọn, nhanh và đủ ý, đúng không? Giờ tiếp theo là câu số 2, em hãy chọn vẽ. Em hãy chọn để vẽ sơ đồ tư duy cho một trong những trường hợp trên mà em nhận thấy sơ đồ tư duy là hữu ích. Giờ như vậy là thầy sẽ chọn vẽ sơ đồ tư duy nha. Thầy sẽ chọn một trường hợp. Còn các em có thể sử dụng trường hợp khác cũng được nha. Ví dụ như ở đây thầy sử dụng sơ đồ tư duy để mình thầy sẽ nói về cách phát tán của hạt, của quả và hạt, đúng không? Như vậy là các cách phát tán của quả và hạt chứ hết là nhờ gió. Nhờ gió, ví dụ như là quả và hạt có cánh hoặc là có túm lông, đúng không? Ví dụ như là quả chờ, quả bồ công anh, hạt hoa sữa. Tiếp theo là có thể phát tán hạt và quả nhờ động vật. Ví dụ như là quả có nhiều gai hoặc là có nhiều móc để vướng vào lông da của động vật. Quả thường là thức ăn của động vật. Ví dụ như là quả chinh nữ, quả ké, đầu ngựa và quả ổi. Tiếp theo là có thể phát tán của quả và hạt dựa vào tự phát tán. Khi chín vỏ quả có khả năng tự tách hoặc là mở da, tung hạt dơi ra ngoài. Ví dụ như quả đậu bắp, quả cải hoặc quả đậu xanh, đúng không? Giờ ở đây thầy sẽ ví dụ thôi nha. Các em có thể vẽ một cái sơ đồ tư duy khác cũng được nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nha.
Giờ tiếp theo là câu số 1. Theo em là một bản đồ có phải là một sơ đồ tư duy hay không? Vì sao? Thì mình thấy là bản đồ chắc chắn là không phải sơ đồ tư duy. Vì sơ đồ tư duy là sơ đồ ghi lại tóm tắt triển khai một ý tưởng trong quá trình suy nghĩ. Đúng không? Như câu số 1 mình trả lời như sao? Bản đồ không phải là một sơ đồ tư duy. Vì một sơ đồ tư duy là sơ đồ giúp ghi lại tóm tắt triển khai một ý tưởng trong quá trình suy nghĩ. Đúng không? Giờ như mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2. Và tiếp theo là câu số 2. Vì sao em có thể sử dụng sơ đồ tư duy để tóm tắt nội dung một bài học? Thì mình thấy là sơ đồ tư duy thì có thể tóm tắt nội dung một bài học, bởi vì nội dung bài học sẽ có chủ đề và các nhánh thông tin nhỏ. Đúng không? Giờ mình trả lời câu hỏi số 2 như sau. Sơ đồ tư duy để tóm tắt nội dung một bài học, bởi vì một nội dung bài học sẽ có chủ đề và các nhánh thông tin nhỏ. Đúng không? Như vậy là các em trả lời là em có thể sử dụng sơ đồ tư duy để tóm tắt nội dung một bài học, bởi vì một nội dung bài học sẽ có chủ đề và các nhánh thông tin nhỏ nha. Giờ như mà xong câu số 2, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ cuối cùng là tóm tắt nội dung của bài học hôm nay. Sơ đồ tư duy hữu ích trong việc trình bày các ý tưởng về một chủ đề nào đó. Khi lập sơ đồ tư duy cần vẽ chủ đề trung tâm, giờ đến các chủ đề con của chủ đề trung tâm chính là chủ đề chính nha, và các nhánh nói có thể tiếp tục triển khai thêm các nhánh cho các chủ đề đã còn. Đúng không? Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng thì hãy bấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và các bạn bè hàng xóm nhé. Càng nhiều bạn xem càng vui. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm thì các em nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt kém nhé.